Ngân hàng nhà nước công bố mức giá bán vàng miếng SJC trực tiếp từ bốn ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, Viettinbank và Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn, Công ty SJC cho người dân ngày 6 tháng 6 là 75,98 triệu đồng một lượng. Mức giá này thấp hơn 1 triệu đồng so với chiều ngày 5 tháng 6 và thấp hơn 3 triệu đồng so với ngày 3 tháng 6, hôm đầu tiên các ngân hàng bán vàng. Như vậy với giá bán hiện tại, mặt hàng kim loại quý này đã bốc hơi 16,42 triệu đồng tương đương gần 18% so với mức đỉnh được thiết lập hồi tháng trước là 92,4 triệu đồng một lượng. Ngân hàng nhà nước cho biết sẽ tiếp tục thực hiện lộ trình thu hẹp và kiểm soát chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC trong nước và giá thế giới ở mức phù hợp. Hiện vàng thế giới đang ở mức 72,5 triệu đồng một lượng chưa bao gồm thuế phí.